Xin chào đón anh em nhé. Lúc này chúng tôi vẫn ở vườn anh Sự, xã Sơn Phú, Sơn Trường, Nam Định. Và đây là một trong những cây mà lần trước chúng tôi cũng đã thu lại cho anh rồi. Bây giờ thì tôi chia sẻ với các bạn những cái điểm để chúng ta nuôi cành thở để cho cây nó cân xứng hơn các bạn nhé. Lần trước thì chúng tôi vẫn để dành những cái này và bây giờ thì các bạn thấy đây, lá nó rất là tốt rồi. Tuy nhiên thì có những cái điểm mà chúng ta phải bỏ đi để cho nó không bị trên to dưới nhỏ. Anh em dọn cái dây này đi, dồn hết cái dây về này kia. Chúng ta muốn nuôi thì chúng ta dốc bớt ra đi để nó không bị che thân và nó không ảnh hưởng đến những cái bông, những cái cành lá mà chúng ta cần cho nó khỏe ở tay các bạn. Ủa, sổ gió mà. Đây là tôi chui vào bị ra đây này. Ồ, sổ gió. Thịt cổ ấy. Để chui vào vén là đã hả? Có con sâu gió đấy, giết ra đi. Đây là chuẩn bị phải đánh thuốc nhá. Có sâu gió phải đánh thuốc. Đây là cái mùa này, nó mùa nó bò linh tinh nó về đấy. Đây này này, mới thịt nó bò những cái vườn cỏ, tôi với lại sâu này nó chỉ ở những cái vườn cỏ như thế. Cây này là cấy vào chậu nào thì đẹp. Ở đây các bạn thấy là ở cái phần dưới các bạn nhé, phần dưới gốc này và cái đoạn trên này là nó gần như là thậm chí dưới nó còn thắt bé hơn. Do đó bây giờ ta cần phải nuôi các cái cành thở này. Đây, các bạn ví dụ như là cái cành này. Cái cành này chúng ta có thể bỏ bởi vì nó ngang với lại cái tay này. Nếu mà ta để thì nó sẽ bị phình to. Còn những cái mầm này, ở chỗ các bạn nhìn thân nó còn bé thì ta tiếp tục để. Sau đó thì ở bên trong các bạn nhớ là dọc hết lá đi, để nó không bị che thân và để cho ánh sáng nó vẫn có thể vào thân cho nó đẹp. Và nó không làm ảnh hưởng đến lá của các cái tay cành mà chúng ta đang nuôi. Đây các bạn thấy những cái phôi này, chúng ta vẫn nuôi những cành thở và vẫn tạo lên các cái vết sẹo để cho nó nhũn ra. Và chúng ta sẽ tận dụng như nuôi cái này làm tay 1, nuôi cái này làm tay 2. Sau đó cái này cút này nó to ra thì ta sẽ cắt giật một đường truyền lại. Thì nó sẽ có cái điểm gấp ở đây các bạn nhé. Đây, mầm nó có đây này. Khi mà ta cắt đây. Đó. Nó khoảng hơn 40 phân rồi các bạn nhé. 40 phân.
nếu mà ta không thì nó nhẵn nho như cái khoanh giò thì trông rất là chán. Và đây, những cái này ta vẫn nuôi để tạo lên một cái u, còn cái này ta để cho nó rút. Bệ thì các bạn thấy chúng tôi chặt câu cho nó không bị đuộn. Đây cũng vậy các bạn nhé. Bạn này bạn ấy bôi keo khá dày. Bôi này thì nước không thể nào ngấm được nữa, hơi tốn keo một tí cũng không sao. Tôi tiếp tục vẫn tạo tác. Ở phía bên trong này được căng lưới thì các bạn, tôi sẽ vào cho các bạn xem. Đây nhé các bạn nhé, các bạn bạn ấy làm rất tốt. Khi các bạn có những cái phôi mà nó còn chúng ta mới trong thời kỳ đánh lên thì các bạn phải căng lưới như thế này, tức là nhiệt độ nó vừa phải và nó không có nắng sói vào. Ngoài ra thì bạn ấy cũng rất là nhớ là đậy phủ ni lông. Đây các bạn nhé, phủ ni lông, tức là để cho nó tự bốc hơi lên. Phủ là phủ, các bạn phủ các cái đầu rễ thôi chứ không phải phủ cả thân nữa. Mùa hè thì các bạn không phủ thân nhé. Sau đây các bạn nhé, đó, tức là chúng ta có cái lớp ni lông này đó, để cho nó làm ẩm hấp hơi. Và đây các bạn thấy là nó sẽ phún rễ ra, và khi nó phún rễ ra thì các bạn thấy là nó có một cái lớp vải ở trên này. À, quần áo rách hoặc là chăn bông hỏng các bạn có thể mang đắp đậy thì cái rễ này nó ra nó sẽ không bị khô nữa. Nếu mà các bạn chỉ để đậy nguyên cái ni lông này thôi thì ánh nắng cũng có thể nó sẽ bị làm nóng cái nước bốc hơi. Do đó thì các bạn có thể là đậy các cái này lên. Đấy, để cho nó mát và rễ nó ra thì cứ thế nó lớn thôi, nó không lo bị khô nữa. Và tất nhiên rễ ra thì cũng đồng nghĩa là đâm chồi nảy lộc. Đây các bạn nhé, nảy lộc thì bao giờ nó cũng nảy từ dưới nảy lên, bởi vì dưới là nó khỏe hơn trên. À, các bạn thấy đây, trên này chưa nảy này. Và nếu ta mà để nắng thì nó sẽ tụt. Ở đây thì đây, các bạn thấy nhá, đó, gần như là sống 100%. Ở đây thì nó tự hấp hơi rồi, các bạn không cần phải tưới nhá. Nhiều bạn thì vừa đánh cây về chỉ lo tưới thôi, và cũng đồng nghĩa là nó sẽ bị thối đầu rễ, tưới nhiều quá nó không hút được. Đây các bạn thấy nhá, ăn rất là yên tâm, không còn nắng nào sói được vào nữa, nhưng mà vẫn có ánh sáng để cho nó quang hợp. Thì nó mới phát triển được các bạn nhé. Đây là một cây khế các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy cái cung này, một cái cung này mà ta để thêm, tức là thêm cái này nữa thì nó sẽ càng lưỡn già. Nhưng mà khi mà ta cắt đi nhé thì cái cung này về đây nó lại đau về đằng này, tức là nó có một cái cung về này, xong bắt đầu là đây nó lại lộn lại, thì nhìn nó quái cây hơn, nó không hiền cây nữa các bạn nhé. Và nó mang tính là nhỏ dần, tức là đây nó giống như kiểu cốt một rồi đấy. Ta cắt đây một phát thì nó tòi ra đây, tức là cốt một, và ta để ở đây thì nó vẫn chưa có điệp cắt, và lên đến đây thì nó hơi xa các bạn nhé. Và các bạn biết là khế mà nó còn như thế này thì nó là một trong những loại rất rất mềm, uốn ta uốn có thể thoải mái được các bạn nhé. Rồi, ta cắt đi thì cái cung của nó đẹp hơn, bỏ được cái đoạn đơ đấy đi.
Đây các bạn thấy cái cung của nó hồi đẹp hơn. Cây bông mát đấy, bây giờ thích cây bông mát đi, toàn cây to, mua toàn cây bông mát không được, xiêm như này, đây cái gà như thế. Đấy thì trồng ở những biệt thự biệt thét này. Khế thì nó giòn hơn sao với anh chị? Khế rất dẻo. Dẻo. Khế biết uống thì rất dẻo. Các anh tưởng nó dày giòn. Hết dây à? Còn dây theo không? Chạy dây đây à? Còn đầu tư cho cây có quả thì uống một tí, còn cây xanh thì ta cắt giật. Ở đây là cái khế các bạn nhé. Tôi sẽ lọc cái khế này. Đấy, dựa vào đây. Bên đấy à? Bên đằng ấy luôn, bên đằng ấy. Tới không? Ui, thang ọp ẹt đấy. Dựa vậy. Rồi, tạm vào đấy đi. Tôi xin kết thúc video ở đây tại vườn Anh Sự Xuân Phú Xuân Hòa Xuân Trường Nam Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.